chào đại gia đình, chào mừng đại gia đình đã quay lại với kênh VHB của em nha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho cả nhà anh chị mình cùng xem với em một cái mẫu giày sandal 2Y, cao khoảng cỡ 9 phân thôi mà rất là dễ mang luôn, cho các chị mình cùng xem tham khảo nha. Thì trước khi vào video, nếu mà cả nhà yêu thương hoặc là yêu thích thì vui lòng cho em xin một like nè, với lại thêm một lượt đăng ký để cho em có thêm nhiều cái động lực giới thiệu với lại chia sẻ cho cả nhà anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu giày mới hơn nha cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà vô xem video cùng với em nha. Như anh chị mình thấy ở đây á, hiện tại em đang có 3 màu, nó gồm cái là màu trắng nè, màu đen với lại màu da. Thì 3 màu này á là 3 màu chủ đạo nên là mang lên chân á rất là dễ phối đồ luôn. Thì nói sơ về cái mẫu này một chút xíu á, anh chị mình nhìn vô thì anh chị mình có thể thấy là nó chỉ là một cái mẫu cực kỳ đơn giản thôi. Với cái dạng của nó là dạng 2Y. Cái Y phía trước là một cái dạng dây ngang mảnh. Cái dạng này là cũng là cái dạng bản Y nhỏ nha cả nhà, chứ nó không phải là bản Y to, nên là các chị nào mà chân mình ốm á, hoặc là chân mình gầy á, không có sợ là mang lên chân thì cái Y nó sẽ bị rộng đâu nha. Với cái dạng Y này á, thì chân ai mà mình có bề ngang từ chân mập tới chân ốm thì khi mang lên đôi này á, cái phần Y của nó vẫn vừa đủ để ôm được cái bề ngang cho mấy chị. Với cái phần mũi này là mũi bo tròn chứ nó không phải là mũi nhọn, nên là chị nào mình không thích cái mũi nhọn quá hoặc là mũi vuông quá thì cứ việc yên tâm. Tại vì nó là dạng tròn, nó nằm ở chính giữa chứ nó không phải là một bên này hoặc là một bên kia, nên là mũi của em nó cũng rất là dễ sử dụng, cả nhà mình cứ việc yên tâm. Về cái phần gót của nó thì nó là một cái dạng đế trụ nè, đế trụ chứ, cao khoảng cỡ 9 phân thôi. Và phía trước nó cũng có đúp mũi lên nữa, nên các chị mà mình mang đi chơi, mang đi tiệc, mang đi nhiều á, cứ việc yên tâm mà sử dụng, không có cần phải lo là sẽ bị chúi cái mũi chân mình quá, khiến chân mình khó đi. Thì nãy giờ trên tay em đang cầm là một cái màu trắng. Màu trắng này thì cho chị nào mà mình sắp làm cô dâu nè, muốn tìm một cái đôi giày màu trắng để mặc đầm, mặc váy, hoặc là để mà mình đi nhiều, di chuyển nhiều á, không có sợ đau chân thì có thể lựa chọn em nó. Màu thứ hai nó là một cái màu đen. Với cái màu đen này á, thì khi mà mình lên cái chất liệu da nhũ á, cả nhà mình nhìn vô thì mình sẽ thấy dễ hơn là màu trắng hoặc là màu kem nha. Tại vì trắng với kem á, từ khi mà em quay cận cảnh vô cả nhà mình nhìn nó mới dễ. Còn màu đen như thế này á, thì khi mà mình cầm lên là mình sẽ thấy được cái chất liệu da của em nó liền. Về cái phần Y, phần mũi đều là cái dạng da nhũ luôn. Ở phần Y phía sau ở đây á, nó có làm cho mình cái dạng dây gài này cả nhà. Cái dạng dây gài này thì hình như nó chưa có bấm sẵn dây cho mình. Nhưng mà nếu mà anh chị nào mình mua hàng á, hoặc là các chị mình ghé trực tiếp shop để mình thử á, khi mà mang lên chân á, cái Y rộng hay chật gì, mình có thể yêu cầu các bạn nhân viên bấm sẵn cái dây cho mấy chị. Tại vì mỗi chân á, nó sẽ có mỗi kích cỡ khác nhau, không có nào giống cái nào hết trơn á. Nên là nhiều khi chân chị ốm, có chân chị ốm này, có chân chị mập, mình mang lên á, thì cái Y nó sẽ hơi bị rộng hoặc là hơi bị chật một chút xíu. Mình có thể là nhờ các bạn nhân viên tại shop á, nới ra hoặc là nới vô cho mấy chị để mình đo, sau đó mình bấm, để cho cái Y này khi mà mang lên chân nó sẽ ôm chân mình nhất nha cả nhà. Tại vì Y giày này á, mang thì cũng phải chịu khó cho nó ôm chút xíu, nó mới giữ được cái chân của mình. Chứ nếu mà mang rộng quá đi sẽ rất là khó chịu luôn. Và cái mẫu màu đen như thế này á, ở phía sau gót của em nó cũng là màu đen luôn, nên là chị nào mà mình sợ dơ thì tất nhiên là không thể nào mà bỏ qua cái em này nữa rồi. Vừa mang lên chân sang trọng mà lại đỡ dơ nữa thì còn gì bằng nữa, phải không mấy chị? Mẫu thứ ba nó là một cái màu kem. Màu này thì nó chỉ là ngà ngà thôi, chứ nó cũng không phải là màu kem hẳn đâu mấy chị. Tại vì da là da nhũ á, nên là nhìn hai cái nó cũng chín mùi với nhau thôi. Nhìn từ xa thì mình sẽ khó biết, nhưng mà để hai cái màu nó gần nhau, nhìn vô một cái là biết liền. Trắng thì ở đây là trắng tinh nè. Cái màu này thì nó sẽ nghiêng về cái màu ngã vàng một chút xíu, nó sẽ hơi ngà ngà một tí. Cũng là dạng 2Y luôn, và phía trước nó cũng có đúp mũi luôn. Cái phần gót là gót trụ, gót cái gì? Gót trụ luôn đó mấy chị, cực kỳ dễ mang luôn nha. Chị nào mà mình mới đi hoặc là mình đi nhiều rồi đó thì tất nhiên sẽ biết là những cái dạng gót vuông như thế này á, mang lên cực kỳ dễ. Và đặc biệt nữa là phía trước mũi cũng có đúp mũi, nên là mấy chị mình đi sẽ không có sợ là bị té nè, hoặc là bị khó đi đâu. Size số thì em có đủ size là từ 35 cho tới 39. Nên là ví dụ nếu mà chị nào mình ưng màu nào hoặc là ưng mẫu nào á, cứ chụp màn hình lại sau đó inbox gửi qua Zalo hoặc là fanpage cho em cũng được. Zalo với lại fanpage của shop thì mới ghim ngay bên góc bên tay trái đó. Mấy chị mình có thể là dựa vô đó để mà các bạn xem tham khảo được nhiều mẫu hơn, hoặc là chụp màn hình lại gửi mẫu qua bên đó giúp em.
để em sẽ kiểm tra xem là cái đó còn size của mấy chị mình hay không nha. Nếu mà cái này không còn thì sẽ gửi cho các chị đẹp của mình coi được thêm những cái mẫu giày khác tương tự mà còn size để cho các chị mình tham khảo. Rồi nhiều khi lựa được những cái mẫu khác xinh hơn, đẹp hơn thì sao, đúng không? Thì hôm nay em chỉ giới thiệu với lại chia sẻ cho cả nhà anh chị mình cùng xem với em một cái mẫu giày sandal như thế này. Nếu mà cả nhà anh chị mình muốn xem thêm về cái chủ đề nào hoặc là muốn xem về cái loại giày như thế nào á, cả nhà mình cứ việc comment xuống dưới, em thấy thì em sẽ làm về cái chủ đề đó cho cả nhà anh chị mình cùng xem với em nha. Và đừng quên cho em xin một like với lại thêm một lượt đăng ký để cho em có thêm nhiều cái động lực giới thiệu với lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem với em được thêm nhiều mẫu giày mới về tại shop hơn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh video của em. Bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt cả nhà. Em hẹn cả nhà vào các video khác nha. Bye bye.